Đây rồi, Kenny Sang đây rồi. Maxe Miwan Babylon và Yamoto là quân của bên phía Hà Nội. Maxe Miwan Babylon và Ia. Theo thứ tự đọc thì Maxe của game thủ chán đời. Miwan của màu 6 tức cam quýt. Màu 7 là người cầm Ia, đó là Tí, còn Hoàng Mai Nhi cầm Babylon. Đây là Sang của No 1. Chip Boy cầm Hitty. Hồng Anh cầm Persian và Vơ Yamoto. Hồi trận này No 1 dâng L chém cho Hồng Anh đánh cùng, không nói nhiều. Cãi phát đập chết luôn. À vâng, dâng cho Chip Boy đánh cùng. Đây. Sang dễ dâng L lên đánh chém cho Hitty đánh cùng. Còn IA của game thủ Zack tức là Vơ thì vẫn sẽ là người đánh chém thôi. Hai chém cánh này và hai cung cánh kia. Nhưng tôi nghĩ là Sang đánh chém để cho một mình Hit cầm chủ lực thôi. Bên kia có Mark, có Miwan, có IA và có Babylon. Xét về tổng thể quân thì bên họ thì cũng không và cũng không thua thiệt mình là nhiều. Thế nhưng mà vâng, về mà dễ đánh hơn thì mình là người dễ đánh hơn. Bởi vì là bên kia phải có Miwan lên được cung A cơ thì mới nói chuyện được. IA và Maxe thì tôi tạm gọi cho là cân với cả một Per và một IA đi. Đấy là gọi là tạm cho cân thôi. Còn hai cung kia thì họ sẽ không bằng mình. Nhưng vấn đề là phải một bài và Maxe nó phải đột biến lên sớm bằng Per cơ. Nhưng Per bên mình mà lên sớm thì không nói chuyện nhiều. Ông Anh đây. Đây là Persian của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh đã có bãi quả gần nhau. Bài này thì liệu có ai kẹp xăm góc 6 giờ không? Nó vẫn có khả năng xảy ra. Đây rồi, đây là có một con voi đây rồi. Nếu như mà ai có vâng xe giò thì nên cho nó vào trong góc 6 giờ cho an tâm. Chip Boy. Đây là Chip Boy. 17/20, chúng ta xem nhà của Sang nó có kín không. Đây là Sang. Vâng thôi, nhà này đánh cung được. Nếu như nhà này đánh cung thì game thủ Yamoto sẽ là người dâng chéo. Vâng, tôi xin cập nhật một chút về giải đấu Hà Nội Open. Ngày mai thi đấu sẽ vòng loại của 44 Hà Nội Open 4 và địa điểm thi đấu sẽ là Epic Gaming. Địa điểm là chợ hôm phố Huế, hình như là tầng 3 thì phải. Và sẽ thi đấu Team Tinker TV sẽ ra sân với hai đội hình Team 1 gồm có là Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, Chip Boy và No 1. Team 2 có GV, G Núi và hai thành viên mới. Đó là vâng G Zidane và G gì nữa thì tôi chưa biết. Và chủ nhật sẽ là một giải đấu khá hay. Đó là một giải mà offline các bố lão Hà Nội trong cái group Game TV. Và địa điểm sẽ là quán game của bố lão Dung Sinh. Số 84. À vâng, số là 30 Bùi Sương Trạch. Quán game hôm nọ chúng ta đánh giải Thái Bình và Hà Nội. À Thái Bình và Game TV. Và mời các khán giả ở gần khu Bùi Sương Trạch đó sẽ ra trực tiếp quán để giao lưu với các bố lão của chúng ta. Sau cái kèo mà giao lưu thì sẽ là một số những cái kèo khác. Các cái giao lưu trên bàn phím và giao lưu cả trên bàn nhậu. Khá vui đấy. Và kèo ngày mai chúng ta sẽ quay lại màn hình máy của game thủ Persian. Đây là Hồng Anh, 25 dân. Với bài Persian đánh 25 dân như này thì không phải là một bài mà quá phũ phàng, nhưng mà sẽ là khỏe. Lực sẽ khỏe cho Hồng Anh. Nhà em thì chỉ có mỗi hai voi về nhà thôi, không có nhiều hiêu. Chính vì vậy nên là không đánh được ít dân. Thế còn Vơ xem nào, Vơ dâng lở chưa? Vơ đang dâng đây rồi. Như vậy là sẽ là một bài mà một Sang, một Hitty đánh cung và IA là người dâng lở chéo cánh. Có vẻ như là để cho nó một đánh cung sẽ là một quyết định cũng hợp lý thôi. Bởi vì là cần có một nhà đánh cung nữa để chia sẻ gánh nặng cho Chip Boy. Hai nhà cung nó sẽ là dễ đánh hơn rất nhiều so với một nhà cung.
1L được đóng ra. Một trận kick 14x của vơ. Kick đời 10 phút 49 giây. Chip boy thì sao? 26 dân đang lùi hốc về phía nhà của No1. No1 thì sao? Vâng, bên kia game thủ Mark của chán đời lên rất sớm. Đã bắt đầu đào vàng rồi. Tôi đã thấy là Mark đào được khoảng tầm 100 vàng rồi. Sang đánh cung. Hitty đánh cung. Chúng ta quay lại với game thủ cover. Như vậy là Mark C. Mark C là người đầu cánh của game thủ Chip Boy. Hai ngựa giò đang chọc nhau. Kìa. Vâng, rất may là phát hiện kịp. Có khung tê Hitty chưa? Vâng, hình như là Chip Boy đã xin rồi. Chúng ta xem chip. Đây rồi. Tê Hitty này thì ngựa giò cái không có cửa. Con ngựa giò của chán đời quay lại kìa. 2L được dâng lên dành cho game thủ cầm Miyamoto. Bo bế các địa điểm làm ăn của mình vào. Bãi quả này thì sẽ để ăn hoang. Đây là nhà màu 7 Miwan. Như vậy là một bài mà đầu à, màu 6. Màu 6 đánh thẳng cung A. Đầu cánh của Chip Boy. Miwan có một cái hốc ở trên một tầng 5 con tầng dốc rất nguy hiểm. Mark C dâng L rồi. Thủng này. Vâng, cho anh thủng này. Hai chém này vào là mát này. Đây này. Cẩn thận. Ba sư tử. Vâng, cái map này thì nó hơi bị map Gigantic thì nó rất rộng. Chính vì vậy là chạy cũng phải mất thời gian khá lâu. Nào, vâng, có vào được hay không? Quýt đã phát hiện ra chưa? Chưa phát hiện ra thì Quýt quảng luôn. Kìa vơ chú ý. Rồi. Vào đây. Ô vào đây. Ô ngon chưa kìa. Chừa bánh xe này. Vâng, vơ. Một tơn lọt ruộng của màu 6. Vâng, bây giờ có bánh xe rồi. Thế nhưng mà ăn được 5 dân. Vâng, chỗ này thủng. Ơ bò kịp rồi. Rất hay. Một chiếc S nữa. Miwan một tơn lọt nhà. Chúng ta sẽ quay lại về cánh kia xem nào. Persian là thang 33. Gặp nhà màu 7 Acerian của game thủ tí. AC này thực chất là IA cơ. Tên là AC thôi. Hoàng Ba Nhi là người nằm ở trong góc 3 giờ. Chúng ta xem Chip Boy xem nào. Chip Boy và No1 đang đẩy cung. Có Hitty như này thì Mark C cũng chả làm được gì nhiều đâu. Đâm y vào thì cung R Hitty nó bắn cho chúng chết. No1 tham bao nhiêu rồi? No1 tham 43. Kìa chú ý bị lọt kìa. Ván lớp vẩy cả E. Rất kinh nghiệm. Hai nhà cung của chúng ta vẫn chưa thể rảnh tay để phát triển tay to. Trong khi Hoàng Ba Nhi thì vẫn chưa bị ai động vào. Có đẩy một tơn lên và chơi nhà 16 của Miwan không? Hồng Anh vẫn tham 37. Một bài đánh chém thủ trước những con chém của Yamoto. Vơ xem nào. Vơ là 32. Đang chơi nhà Mark C. Mark C mất bãi vàng rồi. Vâng, Mark C màu 5 mất sạch bãi vàng. Mark C đã mất bãi vàng và IA đang chém rất tốt trong trận thi đấu này. Vừa đang tụ được khá đông chém. Vâng. Chúng ta xem hai nhà cung bên mình đã đẩy sang bắn nhà Miwan chưa. No1 vẫn chỉ đứng ở nhà thôi. Chip Boy, timeline 38. Bắt đầu đẩy lên. Vừa đâu quay lại nhà 6 nào. Đây là vơ, tham 35. Úp một phát nhà của game thủ màu 6. Vâng, úp sọt màu 6 luôn. Chip Boy đến chưa? Hoàng Mai Nhi bắt đầu đẩy quân sang nhà của vơ rồi. Đi vòng đằng kia có cái khoanh ruộng. Vâng, bắn nổ khoanh ruộng để vào. Ở trên em ơi, đi đường đấy thì khó vào lắm. Đấy, đi theo vơ kìa. Tam lai là 35 của IA. Có lẽ nhà Miwan này chỉ là nhà hút đam thôi. Để cho đợi nhà của game thủ Hoàng Ba Nhi lên. Kìa, lọt tiếp một tơn. Vâng, chém đi. Chém của vơ đang ở trong rồi. Màu 2 của Chip Boy chặn đầu này. Khả năng tơn này thì màu 6 chết chặt luôn.
Vâng, đường này khả năng là màu sáu phít được phịt. Không có dần ra đâu, chú ý phải em à. Chặn trên với, chặn ở trên. Mới con chém ở trên, đấy đúng rồi, chặn đầu đấy. Đấy, tôi biết mà. Nó một xem nào. Vâng, nó một đang đuổi cung ở dưới rồi. Vờ đang rất khỏe. Nó một thì có tham là gần 70 nơi. Kìa đây, đây là số 6 này. Có ai đẩy cung chặn đầu không? Chị Boy gặp dân mùa 6 em ơi. Ở dưới là cung dưới, là cung dưới. Đấy. Vâng, thôi nó chạy rồi thì cho nó chạy đi. Soi tham game thủ Hoàng Hoa Nhi bao nhiêu vàng rồi? Hồng Anh tham 29. Lạc đà chém 4 của Persian. Vâng, đây là cung R của Babylon thôi, không thể xoắn. Vàng luôn. Vâng, Hoàng Hoa Nhi đi vào cái khe à? Vâng, đi vào khe mà tưởng là thoát được à? Chúng ta có thể thấy là Hồng Anh đang chơi cái đạo cung này của Hoàng Hoa Nhi. Vâng, cung R của Babylon chưa có giáp 4 thì chết chặt luôn. Mới chỉ giáp 2 thôi. Nhưng có lẽ là tên vừa rồi thì Hoàng Hoa Nhi quyết định là đứng đó và đổi mạng với cả những con lạc đà của Per. Bởi vì là Hoàng Hoa Nhi nở được tham, còn Hồng Anh thì không nở được. Nào màu 4, ai cho màu 4 ít gỗ nào. Dân màu 6 đang chạy vào góc 3 giờ. Dân màu 6 đang chạy vào góc 3 giờ. Vơ đâu? Vơ đang dọn dẹp nhà một của em thủ màu 6. Nhà Vơ bị công kìa. Màu 8 đã có một tên quân ở nhà Vơ. Vâng, một kích chém, tham lai là 40, chém 4 của Yamoto. Ai cho màu 3 100 gỗ nào? Ai cho màu 3 một ít gỗ nào? Vẫn thiếu, cho thêm ít nữa nào. Rồi, đủ rồi. Rồi, chúng ta cùng chờ Chip Boy và nó một lên. Đây rồi, Chip Boy và nó một đang đẩy vào nhà màu 8 ấy rồi. Nó một chú ý, một có một kích quân ở nhà của game thủ Vơ chuẩn bị đẩy sang nhà em. Màn hình máy nó một đâu? Đây là nó một. Nó một. Vâng, nó một đang bị chọc quái ở nhà nhưng không sao, một hai con chém thôi. Vơ đến rồi, dọn đường cho Vơ vào nào. Đâu? Đây, dọn đường cho Vơ vào. Tránh ra cho Vơ vào nào. Lùi hết ra. Vào chấm vào. Đây rồi. Ra để chấm đi. Vâng, quẩy lên. Chém của IA nó vào một đàn như này thì Hoàng Mai Nhi đỡ đi. Hoàng Mai Nhi đỡ đi xem nào. Vâng, điều cung đi. Đây là Chip Boy. Chip Boy chú ý đạo cung của em. Nó một đẩy vào đi. Đây rồi, chúng ta có thể thấy stun này Hoàng Mai Nhi chết sạch cung luôn. Nhưng con chém của Yamoto của game thủ Vơ vẫn đang đục ngoáy cũng như là chém cung rất tốt. Chúng ta quay lại với Vơ. Và cuối cùng thì Hoàng Mai Nhi đã đi sai. Chúng ta có thấy là Vơ đang thi đấu rất hay. Thôi tặng em coi cho Vơ đi. Vâng, tặng em coi ngay cho GV. GV nhìn đánh như này thì bảo sao mà không hay. Tặng ngay em coi cho GV. Hoàng Mai Nhi sợ Vơ là đúng rồi. Vâng, bảo sao mà Hoàng Mai Nhi xoắn Vơ đến vậy. Còn chờ đợi gì mà không tặng em coi cho Vơ đi thôi. Vâng, chém kinh như thế này cơ mà. Yamoto tham 4x toàn chém 4. Vâng, các bạn hãy tặng ngay những em coi cho Vơ để Vơ có thể bay. Tỷ số là 2-1. Vơ đang chém rất bay. Cầm cung trận trước cũng mắc binh, trận này thì cùng chém cũng mắc binh luôn. Tham lai. Vâng, tỷ số là 2-1.